Đi bộ 6 cây. Tham quan chi đâu trời. Núi Hàm Rồng. Từ chỗ đổ ô tô quý vị chúng ta đi đến chân núi 1 cây số. Nhưng mà quý vị chúng ta mới ăn trưa xong thì mình hạn chế vận động nhiều, sẽ ngồi ô tô để quý vị chúng ta ngắm cảnh. Chúng ta sẽ đến một cái thắng cảnh được gọi là cổng trời. Một cổng trời là cái gì mà nhìn từ trên cao nhìn xuống nó đẹp hơn nữa. À thì bây giờ xe chúng ta sẽ đến đấy. Còn ai muốn ở chân thác thì ở, thì chụp ảnh xong lên xe. Còn ai muốn leo 175 bậc thì leo, được không quý vị? Được không? Dừng ở chợ cửa khẩu Cốc Liếu để quý vị chúng ta vào mình dạo, mình nghía một chồng. Ai muốn mua gì thì mua, nhưng mà như thế này quý vị cũng khuyến cáo ở đấy, tại vì là chợ biên giới, thật ra là những cái hàng mà không chính thống có nghĩa là không có được mà tấu. Bây giờ quý vị luật hàng không á, quý vị chúng ta giao kiếm mình ở gửi hành lý ký gửi được, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là khuyến cáo quý vị mua nha. Thường á thì quý vị chúng ta đi chợ mình cũng đắn đo là hướng dẫn ơi, có nên trả giá không con? Trả chứ, đi chợ phải trả chứ quý vị, nhưng mà vấn đề là trả bao nhiêu cho được, đúng không quý vị? Thường thường quý vị đi chợ là trả khoảng, tại vì sao quý vị, ở đây người ta kinh doanh họ mua bán là họ bán sỉ, họ mua nguyên một kiện, họ mua số lượng lớn và họ bán là bán lẻ. À, hớ là hớ như vậy, thật ra là bản chất đó, vì ví dụ quý vị chúng ta thấy cái giờ trở đi là không khuyến cáo quý vị điều gì nữa hết, dễ bị mán vốn quá mít lòng. Thường thường là đi tìm chợ hay chỗ mua bán gì là ô anh ấy chân ơi, vô ngồi nghỉ cho khách nghỉ ngơi nghỉ chân xíu, mà mang đó về thế là cũng bệnh. Tại vì quý vị cái khí lạnh á nó xâm nhập vào cơ thể của mình qua thất khiếu, chứ không phải là quý vị chúng ta cảm thấy lạnh là mới bắt đầu bệnh đâu, không phải, nó âm thầm nó đi vào cơ thể mình mà mình không biết. Lỗ tai thường đàn bà đẻ hay nhét con gòn vô lỗ tai đấy quý vị, để không có bị nhiễm lạnh đó. Thì đó là như tại vì thấy mình thấy là quý vị chúng ta cũng tương đối là có kinh nghiệm trong vấn đề mà đi lạnh hay là ở xứ lạnh, cho nên thấy mình cũng không có nói nhiều. Rồi đến lên đỉnh thì quý vị chúng ta thấy là trên đỉnh nó có bị nó được thoáng không, hay là nó cứ mây mờ như vậy? Có những lúc thoáng đúng không? Dạ. Thì lên trên đó mà nắng quá nó không được lạnh thì mình cũng thấy nó tiếc nuối. Còn lên trên đó bây giờ xe sẽ đổ ở đây quý vị nhé. Quý vị nào mà chúng ta đi dạo dạo khu vực này tham quan mua sắm được gì thì mua sắm ha, là tùy quý vị. Còn ai mà quý vị chúng ta muốn lên cao để chúng rồi. Bây giờ mình bắt đầu lên cổng trời bằng 175 bước 175 bước thang lên tới cổng trời. Quay hay giới thiệu cho mọi người xem tiếp quang cảnh của rừng núi, cũng như là theo như anh hướng dẫn viên nói là lên cổng trời. Xin mời mọi người cùng xem nha.
Chưa, từ từ đi hết cái này á.